Tôi vẫn nhớ ngày đó. Cái ngày mà bản thân bạn lén nhìn về phía chậu hoa kiếm đang nở hoa ở nhà ông anh. Lúc đó thì không biết nó tên là gì đâu, chỉ gọi là kiếm hoa vàng. Mãi về sau mới biết nó tên là xanh Huế. Người ta yêu cây kiếm xanh Huế không hẳn chỉ vì hoa đẹp, mà là yêu cả một câu chuyện lịch sử mà nó mang theo. Cây ban đầu xuất hiện tại chùa Linh Mù, hay còn gọi là chùa Thiên Mù ở Thừa Thiên Huế, được thầy Hải Trang đặt tên là Hoàng Kim Thiên Mù Kiếm. Mãi về sau được một số anh em ở ngoài Hà Nội vào giao lưu, rồi gọi với cái tên là kiếm xanh Huế. Và từ đó kiếm xanh Huế đã trở thành một tượng đài trong dòng chảy của lịch sử lan kiếm Việt. Vừa rồi thì mọi người cũng đã được ngắm hoa của cây kiếm xanh Huế và cũng đã tìm hiểu thêm về nguồn gốc của cây. Thì hôm nay thì em lên clip đây để chia sẻ với mọi người một số cái tép kiếm xanh Huế ha, cho anh em chúng ta nếu mà chưa có giống kiếm xanh Huế, muốn sưu tầm cây kiếm, chuẩn cây, chuẩn giống và chuẩn hoa về để làm giống trong vườn nhà thì mọi người có thể là liên hệ với em nhé. Và những cái cây kiếm xanh Huế ở vườn em á, thì được cái là hoa nó nở tại vườn rồi, nên là chia sẻ giống cho mọi người rất là an tâm. Và cây thì cái số lượng thì nó cũng có rất là nhiều mọi người, bởi vì mọi người thấy nguyên vườn là trồng xanh Huế rất là nhiều, nên là sẽ đảm bảo cho mọi người là lúc các bác chị mua sẽ lựa những cái tép mà khỏe đẹp nhất mọi người nha, khỏe đẹp nhất để về mọi người trồng chăm sóc nó, cây giống cây nó được đảm bảo đó, những cái tép như vậy mọi người ha. Rồi, và hôm nay thì em chia sẻ là giá là 500 ngàn một tép mọi người nha, 500 ngàn cho một tép kiếm xanh Huế thôi. Trước đây thì nhiều khi anh em chúng ta phải đổi cả cây vàng thì mới được một cái tép được về trồng làm giống. Nhưng mà bữa nay thì cây cối thì nó giá nó cũng phải chăng hơn rất là nhiều rồi. Thì nhiều anh em ngày xưa thì chúng ta đang muốn kiếm hoặc là săn tìm những cây kiếm xanh Huế để làm giống, thì bữa nay thì mọi người có thể là sưu tầm giống được rất là ok rồi mọi người ha. Rồi đó, và đây thì mọi người cùng xem nha, xem những cái tép mà em chia sẻ sẽ là tép tơ mọi người nha. Đây một tép nè, hai tép rồi chậu này được hai tép nè ha. Ngoài ra thì ở trong đây thì cũng còn nhiều lắm mọi người, nhiều thân, nhiều tép lắm. Đây, thoải mái. Chỉ yếu là các bác chị có điều kiện mà đặt không nhiều hay không rồi. Đây nè, đây tấm tép ra được nè. Đấy. Rồi phía đây nữa nè, một tép nè, mọi người thấy không? Nhiều không? Tép tơ rất nhiều. Nói chung là em mọi người mua thì em sẽ ưu tiên là em tách những cái tép tơ cho các bác chị về. Thứ nhất là chăm nó dễ, thứ hai là cây tơ thì nó nhanh đẻ nữa, về đảm bảo cho mọi người là chúng ta sẽ có được những cái giống cây tốt nhất ở trong vườn. Rồi, đó là cây kiếm xanh Huế. Và mọi người lưu ý là cây em chia sẻ là cây lá láng mọi người nha, cây lá láng ha. Và chuẩn cây, chuẩn hoa tại vườn rồi, nên là bảo hành đảm bảo cho mọi người là chuẩn giống đến khi nào nở hoa thôi. Rồi, thì mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Thì hiện tại thì mọi người mua thì em sẽ tách ra em gửi nha. Cây em tách ra em gửi, tại đợt này vẫn cây vẫn đang trồng thôi. Nói chung các bác chị đặt thì em sẽ tách ra gửi, chứ cây thì em đang trồng trong chậu về cho nó khỏe. Chứ nhiều khi là cũng lười trồng qua chậu mới lắm, cứ để nguyên bụi vậy. Sau này cứ làm tách phát một lần vậy, chờ mọi người đặt thôi. Giống như những cây kiếm như Hồng Văn Giang nữa, cứ các bác chị cứ đặt phát là tách ra gửi thôi. Rồi, giá là 500 ngàn một tép thôi nhé mọi người. Đợt này thì nói chung là cũng chia sẻ giá cả phải chăng cho mọi người. 500 ngàn tép. Và mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Mọi người mua, mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Hôm nay là cây kiếm xanh Huế nha. Cây kiếm này là cây kiếm đứng top 2 trong tứ đại danh kiếm mọi người, chỉ xếp sau mỗi Phan Chí thôi mọi người nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác anh chị ở những cái clip về những cái giống lan đặc biệt tiếp theo trên kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên ạ.